Sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã về dự khai giảng năm học mới 2022-2023 tại trường Trung học Phổ thông Từ Sơn. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, đồng chí Lê Xuân Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ban tuyên giáo, Công an, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố, đại diện phụ huynh, các thầy cô giáo cùng gần 1.700 em học sinh trong trường. Năm học 2021-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, song với sự nỗ lực của thầy và trò, các hoạt động giáo dục của trường Trung học Phổ thông Từ Sơn đều có bước phát triển toàn diện. Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang, hoàn thiện theo hướng chuẩn quốc gia, đáp ứng tối thiểu cho nhu cầu dạy và học, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 100% trên chuẩn ngày một tăng, nền nếp kỷ cương trường học được giữ vững, chất lượng giáo dục các môn văn hóa được nâng lên. Tỷ lệ học sinh xếp loại hành kiểm khá và tốt đạt 98,1%, tỷ lệ học lực khá và giỏi đạt 68,2%, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có nhiều em đạt điểm cao, tổ hợp 3 môn xét vào đại học từ 24 điểm trở lên, cao nhất là 27,5 điểm, 5 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Đánh trống khai giảng năm học mới và phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quốc Trung chúc mừng và biểu dương những kết quả thầy và trò trường Trung học Phổ thông Từ Sơn đạt được trong năm học vừa qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học 2022-2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn trường Trung học Phổ thông Từ Sơn cùng các trường trong tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, triển khai kế hoạch dạy và học thích ứng với tình hình dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện thực chất hơn việc dạy và học theo hướng phát triển toàn diện, đặc biệt quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, nhân cách, đạo đức lối sống, văn hóa, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành cho các em học sinh, đẩy mạnh công tác y tế học đường, chú trọng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh. Cùng với đó không ngừng đổi mới công tác quản lý, bồi dưỡng, rà soát nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đảm bảo cho việc dạy học và đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình theo quy định. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các bậc phụ huynh và nhân dân tiếp tục dành sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ thiết thực, động viên nhiều hơn, nhất là quan tâm đến các em có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo không để bất cứ học sinh nào vì điều kiện kinh tế mà không thể học, không thể tới trường. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng và uy tín của nhà trường trong hệ thống giáo dục đào tạo của tỉnh và thành phố. Tại trường Trung học cơ sở Từ Sơn, đồng chí Đỗ Tuấn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ban tổ chức Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố cùng cán bộ giáo viên học sinh trường Trung học cơ sở Từ Sơn đã về dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Trường Trung học cơ sở Từ Sơn là trường trọng điểm của thành phố. Trong năm học 2022-2023, nhà trường hân hoan chào đón 173 em học sinh lớp 6. Kết thúc năm học 2021-2022 với nhiều khó khăn thách thức, song được sự chỉ đạo sát sao của các ngành chức năng, sự quan tâm của thành phố, cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Toàn trường đạt 79 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, xếp thứ 2 toàn tỉnh. Trong kỳ thi Trung học Phổ thông, trường có 32 em học sinh trúng tuyển vào trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường công lập trên địa bàn thành phố đạt 98,6%. Bước vào năm học 2022-2023, mục tiêu đặt ra của nhà trường là tranh thủ mọi nguồn lực, phát huy thế mạnh và những thành tích đã đạt được, xây dựng nhà trường phát triển tương xứng với tiềm năng và vị thế, đáp ứng được kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố. Đánh hồi trống khai trường, cho bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trao chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 giai đoạn 2022-2027 và phát biểu tại buổi lễ. Đồng chí Đỗ Tuấn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà thầy và trò nhà trường đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Cán bộ lãnh đạo nhà trường luôn đoàn kết, tâm huyết, mạnh dạn đổi mới sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Các thầy giáo, cô giáo tiếp tục cố gắng, không ngừng nâng cao chất lượng dạy học, làm tốt trách nhiệm cao quý của người thầy, thực sự là tấm gương sáng về đạo đức và tự học để học sinh noi theo. Các em học sinh yêu quý, ngày khai giảng luôn là một ngày vô cùng đặc biệt. Tại buổi khai giảng hôm nay, tôi mong các em, đối với bản thân,
hãy luôn cố gắng làm những điều tốt đẹp. Đối với gia đình, hãy là một người con ngoan. Đối với thầy cô, hãy là một học sinh chăm chỉ. Và đối với bạn bè, hãy trở thành một người đáng tin cậy. Chúc thầy và trò nhà trường năm học mới đạt được nhiều thành tích mới. Tại trường tiểu học Phú Trần, đồng chí Hoàng Bá Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về dự và tặng hoa chúc mừng và phát biểu động viên nhà trường. Cùng dự có đồng chí Vũ Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân, đại diện Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố và lãnh đạo phường Phú Trần. Năm học 2022-2023, trường tiểu học Phú Trần đón nhận 257 học sinh vào lớp 1 với biên chế 6 lớp. Trong năm học vừa qua là năm học vừa phải chống dịch quyết liệt, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Vượt qua khó khăn, thầy trò trường tiểu học Phú Trần đã gặt hái được nhiều thành công. Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì, chất lượng mũi nhọn của học sinh qua các cuộc thi và sân chơi được nâng lên rõ rệt và khẳng định vị trí. Nhà trường có 3 em đạt giải cấp tỉnh sân chơi Trạng Nguyên tiếng Việt, 7 em thi đỗ vào trường trọng điểm trung học cơ sở Từ Sơn, trong đó có em Nguyễn Hoàng Anh đạt Á khoa với 25,25 điểm. Chất lượng đội ngũ giáo viên ngày một nâng cao, toàn trường có 13 giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, 7 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 1 giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi, 1 giáo viên được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 5 cán bộ giáo viên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng. Với những kết quả đạt được, thầy và trò nhà trường được Phòng Giáo dục Đào tạo và thành phố xếp loại lao động tiên tiến. Tặng hoa đánh trống khai trường và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Bá Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận và chúc mừng những kết quả thầy và trò trường tiểu học Phú Trần đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị trong năm học mới, trường tiếp tục thực hiện tốt, dạy tốt, học tốt, đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học, thích ứng trong tình hình dịch COVID-19. Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục về kiến thức, phải coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Năm học mới 2022-2023 bắt đầu với chủ đề đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt cho nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đây là năm học có nghĩa quan trọng với thầy và trò trường tiểu học Phú Trần. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và nhiều loại dịch bệnh khác vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến ngành giáo dục đào tạo. Để đạt được những mục tiêu đề ra, tôi đề nghị nhà trường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Thứ nhất, cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 12 ngày 26 tháng 6 năm 2014 của tỉnh Bắc Ninh về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030, đưa nghị quyết vào cuộc sống, cụ thể hóa thành kế hoạch năm học của nhà trường, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm. Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong giáo dục, tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục, tăng cường công tác quản lý, xây dựng lề lép kỷ cương và đoàn kết, tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, không để các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội xảy ra trong nhà trường. Thứ ba, chăm lo phát triển đội ngũ gia giáo và cán bộ quản lý giáo dục, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị thư viện. Đặc biệt, chú trọng nội dung bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Thực hiện tốt lời dạy Bác Hồ, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua, dạy tốt, học tốt. Cần xác định rõ tính cấp bách của việc nâng cao chất lượng dạy thật, học thật, thi thật và thành tích thật. Nhân dịp này, thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Từ Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trao số tiền 10 triệu đồng tặng các em có hoàn cảnh khó khăn. Hội chữ thập đỏ phường cũng tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn.